À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video của dòng game chiến tranh tổng lực Napoleon. Mình là Chocho của Tuyết Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của Vương quốc à cái gì nhỉ? Bây giờ không gọi là Vương quốc Anh nữa mà là Cộng hòa Liên hiệp Anh. Chinh phục châu Âu. Ở tập trước thì mình cũng đã đánh tươm tươm đấy. Bây giờ thì có lẽ mình sẽ cho thằng gián điệp đến làm phát nữa đi. Anh không? Úi dồi ôi, ngọt thế. Ám sát hết đám quý ông, quý bà của chúng nó đi nhé. Ở đây mình đang duy trì bao nhiêu quân đoàn? 3 quân đoàn à? Thế này nó cũng có thể tấn công được rồi. Và kinh tế của mình thì bây giờ rất mạnh, các bạn nhìn này, 30.000 một lượt. Con số phải nói là mơ ước của rất nhiều người trên Napoleon đấy. Bởi vì là bình thường các bạn không có được con số như thế đâu. Đấy, chúng ta thay bằng một nền President. Các bạn nhìn này, President. Đấy, cũng không còn là hoàng đế nữa rồi. Hôm nay được cộng một Happiness Clover. Tiếc rằng là cái bọn này thì nó lại toàn là trừ. Cái thành này, vậy bây giờ chúng ta chuyển sang nền Cộng hòa ấy, thì là cái nguy cơ ở quê hương của chúng ta là luôn luôn có xảy ra đảo chính. Nó là một cái vấn đề rất là nguy hiểm. Mình đang lo lắng cái vấn đề đấy. Bởi vì là vấn đề nữa. À, cái hạm đội này thì chắc ăn được. Đây nó có một cái hạm đội đây. Xem nào. Phía Nam này nó có một cái hạm đội nữa thì phải. Hạm đội của ủa, bọn Đan Mạch nó quân của nó đi đâu hết rồi nhỉ? Mình chiếm hầu hết các phương cảng ở đây rồi. Đây là thằng Nga ngố à? Napoleon buồn vãi. Vậy là chúng ta đã giao lại vùng đất này cho thằng Thụy Sĩ. Rất tiếc à, cảng Charing Port này. Đúng rồi. Như vậy là chúng ta đã có thể giao thương được với tất cả các chư hầu rồi. Còn mỗi thằng Nga nó không chịu chơi với mình đâu. Nó không chịu chơi. Nó cũng đang chiến tranh với thằng Phổ của mình, nó đang chiến tranh với thằng Phổ. Vậy mà nó chảnh chó. At the ready. Yes, sir. Your humble, sir. Cộng hòa Bavaria được thành lập và chúng ta sẽ đánh lên phía này, chiếm Prague, giao lại cho thằng này. Kế hoạch là thế nhưng mà bây giờ để xem nào, quân đội của chúng ta liệu đang tiến được chưa? Quân chủ lực của chúng ta vẫn đang bị thương một chút xíu, chắc để qua lần này đi. Các sư đoàn của mình. Tướng này tướng kỵ binh này. Đây này, Christine Master, chuyên về kỵ binh. Nhưng mà tiếc rằng là chúng ta không chơi nhiều kỵ binh nên là tướng kỵ binh không có đất trong quân đoàn mình lắm. Kinh tế của mình thì bây giờ mạnh vãi trưởng rồi. Có gì thì xây thôi. Hết mình xây hết rồi đâu nhỉ? Mình nâng cấp hết rồi, còn cái gì đâu mà xây đâu. Ở đây hầu hết là mình cũng xây dựng gần hết rồi. Cái này nó xây một công trình nữa mà. Hết rồi mày nhỉ? Full rồi. Kinh nhỉ?
xây full hết các công trình được cả. Với lượng tiền chúng ta kiếm được nhiều như thế này thì tiền tiêu không phải ít. Cứ thành lập vài quân đoàn nó đi đánh nhau cho sướng. Hạm đội nữa. Mình sẽ làm mấy lượt nữa, mình có thuyền bọc thép nhỉ, 3 lượt nữa. Chắc đã chả dùng đến bởi vì là bây giờ mình có làm gì nữa đâu. Hải quân của chúng ta thống trị biển cả rồi mà chưa cần đến dùng thuyền vỏ sắt mà. Qua qua lượt đi. Để xem thằng Đức nó sống được không. Bây giờ Thụy Sĩ. Bây giờ chúng ta chỉ cần kiếm một cái cảng biển cho thằng Bavaria. Các bạn là kinh tế của các bạn cứ tạo ra vài thằng chư hầu, sau đó các bạn tạo các cái điểm giao thương cho nó nhé, để nó chơi. Các bạn chiến thì khi các bạn chiếm được các cái điểm giao thương ở ngoài biển ấy, mà bạn có nhiều đối tác làm ăn ấy, thì cái tiền bạn kiếm được sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Đấy. Và bản thân cái thằng chư hầu ấy nó cũng kiếm được nhiều tiền hơn, và nó kiếm được nhiều tiền hơn nó lại đóng góp thuế cho chúng ta được nhiều hơn. Đấy. Thằng chư hầu nó phải trade được cơ thì nó mới có tiền. Còn nó không trade được, nó không không có tiền thì chúng ta cũng không có gì nhiều đâu. Rồi. Xong phim. Xong rồi, bây giờ mình hết rồi, chẳng còn công trình gì để nghiên cứu nữa. Còn với hai cái công nghệ nghiên cứu lốt là xong rồi. Bọn này nó đứng kiểu này là mình hay bị ăn đòn đấy. Immediately. Ready and waiting for orders. Biết ngay mà, kiểu gì mình cũng phải đấu. Trận to rồi. Hai khẩu pháo kéo. Trận này có cả quân tiếp viện đấy. Trận này to à nha. À, trận này là trận đầu tiên của lực lượng vệ binh Cộng hòa đấy. Hải quân của chúng ta thì khống chế toàn bộ tuyến đường biển rồi. Bây giờ làm gì còn thằng nào dám đụng đến chúng ta đâu. Ta kiểm soát hết hầu hết các cảng thư cảng rồi. Với cái lượng thư cảng chúng ta kiểm soát như này thì đã là quá nhiều rồi, nên là mình không muốn kiểm soát thêm nữa. Remember that the goal here is to capture the fortifications, not destroy them. À. Buildings destroyed on the battlefield will oh, also nó có be thành, destroyed tường thành on anh em ơi. Trận này vui à the nha. Attacker once victorious. When assaulting, try to minimize collateral damage as much as possible, so that your prize nó có retains thành its thì value. Phải lôi quân một chút xíu đấy. To achieve victory, either kill or rout the entire army. Before you begin, you must ensure that your artillery and equipment is positioned close enough to target the walls. Group orders. Yes, sir. Sao nó lại để pháo ở bên ngoài vậy? Mình không có vị trí đặt pháo nào cho nó đẹp. Ở đây thì còn mọi gò đồi cao hơn. Căn bản thì các cái điểm này nó có pháo nó bắn ra này, thì chúng ta không thể cho quân tiến quá gần được. Pháo tầm ngắn thôi được, kệ sơ như thế. Lần đầu trận chiến đầu tiên của lực lượng vệ binh Cộng hòa.
lực lượng vệ binh Cộng hòa. Đây là một đội quân liên hợp với ba chủ quân khác nhau này. Ai à? Ai chà, lực lượng vệ binh Cộng hòa nhìn đẹp trai phết đấy. Republic. Infantry reporting. Infantry elite. Lực lượng vệ binh Cộng hòa. Có quân tiếp viện cơ mà. Mà mình chắc mình thì không tiếp viện nên nó sẽ tiếp viện. Tiến chỗ nào nó có cái gò đất một tí chứ nhở. Đất đai thì chán quá. Sao rồi? Chơi đây. Đấu pháo bắn nát nhát nhà nó. When assaulting a fort or settlement, many troop types can employ rope ladders anchored by grapnels to scale enemy walls. Selecting a unit, then right clicking to set the wall orders the troops. Pháo mình chưa gì đã bắn rồi. Phá tường thành ra mới xông vào được. Ôi dồi ôi. Có tường thành. Madashi. Ôi ôi, pháo nó cũng bắn đấy. Ôi, chết mất hai thằng của mình rồi kìa. Bắn vào đây đi. Khử mấy khẩu pháo này của nó chứ. Ôi, nó bắn chết mất hai thằng lính của mình. Không phải những hai thằng lính mà mất luôn một khẩu pháo. Bắn vặt tường thôi, đừng bắn lính của nó làm gì. Nó bảo mày bắn lính đâu, vặt tường thôi. Bắn vào đây mà. Dạ, tăng tầm lên. Glorious victory, sir, is soon to be yours. Mua thêm đạn tăng tầm để bắn cho nó khỏe. Tường thành của chúng nó cũng có các cái khẩu pháo đây này. Nó có thể lạp đạn nó bắn ra đấy. Ấy, đây này. Ấy. Con này mặc quần áo giống lính Pháp đấy.
Cố lên bắn sập tường nó xuống. Dù ôi, tốt đấy. 67% tường nó kiên cố quá nhỉ. Úi dù ôi, bắn đạn văng ra tận đây cơ à. Infantry, ôi lính của nó toàn lính rank cao đấy. Chín tám phát tập rồi. Mô thang, úi dồi ôi, chết cơ số quân luôn. These walls are very strong. If you want to make a breach, you'll need to concentrate all your artillery fire upon the same point. Đấu pháo. Úi dồi, tường nó chắc, chắc quá. Cũng vỡ được mấy mảnh, cái gì, vỡ được mấy mảnh rơi xuống à. Ấy. Úi dồi. Úi dồi, vỡ sức hết cả tường à. Úi dồi. Bắn vào đây, bắn vào đây. Giải quyết cái bức tường này của nó đã. Vấn đề xong là đội binh của nó tiến lên từ hướng hảo. Ai dù bọn này nó chơi tường thành thì làm hơi vất rồi. What the hội pháo nó bắn chết mất mấy con ngựa mình này. Quân của nó đông lắm. Úi xui, đám này. Úi đám này tập bay rồi. Rồi bây giờ chúng ta phải phá cái cổng này. Phá cổng, phá cổng, phá cổng. Ủa. Thôi bắn vào đây đi. Khử bọn ngựa này nó. Khử mấy con ngựa này của nó đấy. Xong để cho kỵ binh mới lên. Giải quyết mấy của. Cận vệ lực lượng vệ binh Cộng hòa đấy.
à, bắn sập cả một khẩu pháo này của nó rồi này. Phá mình mạnh mà. Madashevich 26 thẳng. Úi xui. Đạn bay. Thời ngày xưa nó chỉ là các cái viên đạn bằng thép nó bay. Nên là nó phi vào người thì thôi, hơi bị thấm. Xem quân tiếp viện nó vào từ đâu nữa nhé. Ôi, sập hai khẩu pháo rồi cơ à? Úi dồi. Thanh niên này bị chết đó. À, bị văng thôi. Không chết. Anh ấy đã đứng dậy. Nhưng có một đơn vị quân nó bỏ chạy thì có nghĩa là sẽ có một đơn vị quân nó được vào. Vấn đề là mình muốn biết là nó tiếp viện từ đâu. Biết xem là nó tiếp viện từ đâu. À mấy con ngựa kia nó bỏ chạy, nó lại quay lại rồi. Thế thì nó chưa có tiếp viện thêm. Pháo của nó bị ngáo à mà quay ra hướng này. Úi xùi. Chờ xem con tiếp viện nó vào từ đâu rồi. Cánh quân bên này tiến lên được rồi. Chưa nhìn thấy quân tiếp viện nó vào từ đâu rồi. Hình như nó phải ra hẳn ngoài màn hình bắt đầu nó mới được tiếp viện vậy ạ. Ừ đúng rồi. Let's go.
thận bộ binh nó bắn nhau. Chín thẳng. À, nó tiếp viện từ bên sườn của mình. Ổn thế, đúng có cái gò đồi để mình đứng chiếm cái gò đồi, nó tiếp viện đứng phía bên đấy. Fall back, fall back. Đúng rồi, fall back, fall back. Từ nào, nó đang xông lên kìa. Cứ bình tĩnh đi. Nó thích xông về lại. À tốt. Đỡ mất công mình phải chạy ra. Đang đấu súng với đội cận vệ à? Hả? Tướng à? Tướng chết trận luôn à? Mấy con ngựa để liều nhỉ? Thôi rồi. Infantry reporting.
đau đầu nhất là chúng nó tiếp viện từ bên kia vào, mình không thể ép nó được. Gọi đội kỵ binh về thôi. Rồi, nó tiếp tục tiếp viện từ bên kia vào. Quả nó cứ đánh kiểu này thì mình cũng hơi căng nhỉ. Mình làm ra chặn một cái tuyến đường của nó lại chứ. Để nó ra như này chứ giờ. Đánh kiểu này là hơi sở hơi cho mình. Sốc luôn. Đúng rồi. Pháo mình sẽ bắn ở đây, bắn điểm trận. Ui dồi ôi, phát đạn pháo vào rồi mình khinh một sen, nhưng mà nó bắn một phát dọc chết một nửa quân số của nó luôn, này hơn một nửa luôn. Lên đây, lên đây. Rất tiếc là mình không zoom lại gần sen. Lập đội hình một tốc đá. Quỷ thật. Lắm kỵ binh quá. Mình chưa có đội thứ hai tiếp viện đâu. Tao dùng đội đầu tiên. Tình hình tiếp theo là như thế nào? Tiếp viện nó đang tiếp tục vào. Như vậy thì mình nghĩ mình phải cho bộ binh chặn cái tuyến đường này vào, không cho nó chui ra nữa. Pháo binh cần phải lên gần hơn một chút xíu. Đây, chúng ta sẽ phong tỏa tuyến đường này lại. Quả cái cổng đi ra của nó. Line infantry. Line infantry.
kỵ binh đó. Nhất là đội pháo kia của nó còn, nó lại không dám cho quân ra nữa rồi. Cần đứng ở đấy nguy hiểm lắm. Đây đi, tầm này là vẫn có thể bắn được mà không bị binh nó móc lốp. Mày định xông vào đội hình của anh. Cái này hổ báo đấy. Bọn này nó gớm ghê nhỉ. Con thiết bị của nó vào liên tục. Vấn đề bây giờ làm sao? Bắn lúc nữa là mình sẽ hết đạn. Tràn đến đây à? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chưa kịp đặt pháo. Cái quái nào mà có một đội lính mà nó bắn mãi không chết này. Cận vệ Croce mình thương nặng quá. Pháo đặt đây không hiệu quả lắm. Nhưng mà mình cũng không tiến lên được. Ui ôi. Nếu như không sử dụng pháo binh thì mình không ăn được đâu. Nếu không có pháo binh hiểm trợ, chuyện này không chắc. Tính xem đánh, đặt pháo đâu, bắn có thể hiểm trợ được không? Khó quá. Nhất là nó lại đi vào cái cổng kia ra thì mình đỡ được. Cái binh đâu rồi? Cho bọn cái binh ra đây đã. Và đúng cái hướng này đèn thật. Nó không chịu chui ra.
infantry reporting. Lực lượng vệ binh Cộng hòa. Còn mấy con ngựa đó. Bộ binh nó vẫn tiếp tục tiến vào. Ngay mà nó tấn công được hai phía mình cũng bảo vệ được nhau. Lượng vệ binh Cộng hòa. Tí nữa mà hết đạn nữa thì còn đánh nhau cái gì. Tinh thần à? Chúng ta. Biết mà nó cứ chạy cái trò này này, không thể nào đỡ được. Bị đánh từ hai phía phá mình không làm gì được. Dừng bắn. Không chạy được. Chạy được à? Hai đánh một khó thật. Rồi xuống đây. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Nó tiến vào kìa.
để xem mình có cần phải dùng đến quân cấp viện không. Ô kìa, mấy thằng này bảo nó chạy đi, nó không thể chạy được. Units has used all its ammunition. Hết đạn. Hết đạn rồi. Hết đạn rồi, rời khỏi chiến trường thôi. Rời khỏi chiến trường. One of our units has used all its ammunition, sir. Hả? Đội nào nữa hết trên đạn? Infantry reporting. Ôi, đội phản vệ mình hết cả đạn rồi kìa. Recruit, man. Rời khỏi chiến trường. Ôi, hết đạn rồi. Quân tiếp viện nó vẫn đang vào mà mình phải tiếp viện thêm quân chứ ăn làm sao được. Our men are running, sir. Vào tiếp viện đi. Đây trận họ. Nó còn tiếp viện nhiều nữa không nhỉ? Ôi, nó lọc thành một lõng kìa. Lập đội hình được giống rồi. Pháo của mình trận này không có tác dụng gì cả. Ngoài phá thành ra thì one of our units has used all its ammunition, sir. Đạn rút lui khỏi chiến trường. Đây rồi. Điều này hết đạn lốt à? Ô, cô máu nào anh ơi? Lực lượng này đã chiến đấu đến người lính cuối cùng rồi. Đánh hết cả đạn rồi. Như thế đó là tuyệt vời lắm rồi. Biết bằng cách nào mà các anh em cũng có thể ngủ đến giờ này. Cho các anh rút lui an toàn thôi. Ôi. Thế nào thành kỳ tích lắm rồi. Rút lui dần các đơn vị quân, rút lui ra để còn bảo toàn lực lượng. Rồi, các đội kỵ binh vào trước, kỵ binh vào sau. Đội cận vệ đánh liên tục. Oh,
Thôi không cần bắn nữa. Ra đây. One of our units has used all its ammunition, sir. Hả? Mà đến đội mặc váy này hết đạn à? Hết đạn rút lui khỏi chiến trường. Rồi, đội cứ đi cứ viện mình rồi. Our men are running, sir. Hết đạn nữa. Infantry reporting. Chiến đấu đến viên đạn cuối cùng rồi. Rút khỏi chiến trường. Hết đạn rồi đâu mà bắn nhau. Kinh quá. Bắn đến viên đạn cuối cùng rồi. Được lệnh rút lui khỏi chiến trường. Chỗ này mình còn được lệnh rút lui. Lui lại đây đi, chuẩn bị phòng tuyến. Đơn vị quân mới sẽ được triển khai bây giờ. Infantry reporting. Đến lên. Nó tiếp viện còn nhiều nhỉ? Ra lệnh cho quân đội rút lui khỏi chiến trường. Lực lượng tiếp viện này đang vào tiếp. Rồi. Trận này to thật. Thỉnh thoảng được trận đánh to. Bắn hết cả đạn, sợ thật. Tiến dần lên thì vì là đứng ở đây ổn hẳn. Hình như nó cũng hết quân rồi. Mấy thằng liều chết đấy. Đạn chùm nó bắn nó chết nó dạ luôn. Lính bắn tỉa à? Các bạn ấy có lính bắn tỉa này. Ừ.
bắn tỉa nó có trông, có thể cắm trông nguy hiểm đấy. Và rồi khô máu. Tiến lên đây, phôi máu cho nó nào. Thua với kỵ binh của anh. Sao nhỉ? Trận chiến kinh hoàng. Hết kỹ binh rồi. Pháo của nó bị ngáo rồi, quay ra đằng này. Hết đạn cho quân rời khỏi chiến trường, sợ bắn hết cả đạn. Xong phim. Quyết không chui ra. Nó quyết không chui ra rồi. Làm sao bây giờ? Nó quyết không chui ra. Thank you.
con này mới bắn được. Chưa bắn được. Trời đất ơi. Bắn kiểu này thì cũng không chết được mấy đâu. Nhưng mà vẫn còn hơi. Không hiệu quả. Trời, giờ là mấy giờ? Quân mình đông hơn nó mà, sốc vào. Liên hiệp Anh. Buildings up. Oh. Ui trời ơi. Ôi ôi ôi. Ôi trời ơi. Bắt đầu nó đập cửa. Ấy, ấy, đập cửa ra bắn.
bắn. Đúng rồi. Đạn từ hai dãy nhà bắn sang mà. Anh sống sao được. Nát rồi, nát rồi. Ơ, hết giờ rồi. À đúng rồi, hết giờ là mình thua. Sợ thật, đánh hết giờ. Thực ra trận này auto cũng thắng nhưng mà có trận này mới sướng. Thôi nhưng mà ôi ôi. Mình cho quân rút lui rồi sao vẫn mất vậy? Your orders? Yes, sir. We shall win. We are mighty and unbowed. At the ready! Huzzah! Huzzah! Tớ suy gây à? À rồi, tốt. Thằng tớ này đủ bộ full skin rồi đây. Ôi ôi. Lại phải mua quân rồi. Ê ôi, mà không mua được ấy chứ. Về tận thành này mới mua được. Kinh quá. Mình cho nó rút lui. Ồ. Ồ ồ ồ ồ ồ. Nhất quyết là không chơi phá phản lực kìa. Phá phản lực mạnh quá. Rồi. Ui. Quân đoàn này còn nguyên. Quân đoàn của Wellington bị thương vong nặng nề. Thỉnh thoảng được trận đánh như này thì cũng phê phải biết nhỉ. Yes. Yes, sir. Yes. Thôi cứ để hồi ít quân. Kinh quá. Đấy toàn trận. Đây chúng ta lại có thêm một quân đoàn dự bị nữa. Đang được gửi đến. Chuyện nó đơn giản như đang dậu. Ồ. Quân đoàn của Wellington rút lui khỏi chiến trường. Bọn này bọn Đức nó cũng không dám tiến bởi vì bọn Nga đã áp sát lãnh thổ đó rồi, nó không dám sang tấn công lại, chiếm lại Marienburg.
chúng ta có thêm một spy. John Hope. Colin Wood, một trong những đô đốc cũng khá mạnh. Under sail. Ready and waiting. Vậy chưa? Hạm đội này chẳng hổ báo à? Mình còn quên không có thuyền nữa. Quánh nhau kinh quá, quên cả một thuyền. Mặt tiền của mình bây giờ thì sao? 36.000, nhiều vãi trưởng. Sao mấy thằng chưa hầu nó đóng góp được bao nhiêu tiền? Bồ Đào Nha ít lắm. Cũng không quan trọng bọn mà chưa hầu. Úi dồi ôi, 6.000 để sửa cơ. Không có tiền nâng cấp nhà lính nhưng có tiền Sir, your orders? Yes, any sir. Further orders? Anything more? Waiting for orders. Ready and awaiting orders. Làm sao dám vào đây mà đánh nhau? Tuổi gì? Đổ bộ thêm một lực lượng nữa. Xong. Đã có quân tiếp viện của mình đến liên tục, không lo gì. Phía Nam mình có một quân đoàn đóng ở đây là cái gì đây? Sư đoàn không đầy đủ. Yes. Chưa hồi hoàn toàn quân này. Sao được, cứ để hồi hoàn toàn quân. Tính. Sợ thật đấy. Đánh trận đánh như vừa rồi sướng lắm. Mình không để ý cái thời gian. Đáng nhẽ mình đánh nhanh một tí nữa là mình thắng này. Mình quên mất mình là phe tấn công. Contract accepted. Moving to a new position. Yes sir. Death awaits them. Ngọt thế. Rồi ba quân đoàn đứng đây chắc là nó không dám vào hổ báo cáo chuồn nữa. Mày ngu đòn. Thế nhưng mình thành nhập mình thành lập cái Cộng hòa Hanover ở đấy rồi thì phải. Thằng bỉ chắc có định đánh thằng Pháp đây. Ôi ôi, Bồ Đào Nha. Ái giả đông quân nha. Ơ,
ám sát các thằng tướng của mình à? Tướng mạnh đấy. Anything more? Ôi chết rồi, tướng đấy luyện hết lâu ấy. À không, tướng bình thường thôi. Xếp lại hát. Chết mất thằng tướng kinh quá. Gián điệp của nó bắt đầu đi ám sát mình rồi. Đâu súng. Executive action initiated. Your will. Mày dám giết con anh. Executive action initiated. Ready for orders. Forwards for Crown. Tập hợp lực lượng đã. Tập hợp lực lượng đã. Ồ. Cộng ma một manager. Chesky. Đô đốc hải quân. Cộng 2 navy. Trừ 1 Chesky thì không quan. Thằng này nó có bao giờ làm tướng hải quân đâu. Bây giờ mỗi lượt mình kiếm được nhiều tiền lắm. Hầu như mình tiêu không hết rồi mà. Mua quân tẹt bô luôn. Tiền tiêu không phải nghĩ. Ba mươi bảy nghìn. Mua bao nhiêu quân thêm mà vẫn có 37. Vẫn tăng tiền, vẫn tăng lên. Vào nha. Chuyển cái công trình này nó sang thành công trình chính phủ để giao lại cho thằng Hanover. Ready for order. Bây giờ xong mình sẽ tấn công vào Berlin nhỉ. Chiếm bác Berlin được. Sau đó Saxony luôn. Việt Nam, quân đoàn của John Moore. Quân đoàn của John Moore. Mấy thằng đi theo này cho nó sái, ưởng sái kinh nghiệm. Về lý thuyết thì trận này thắng rõ ràng đấy, nhưng mà mình cứ xếp lại đã, bởi vì là auto của cái bản này nó ảo cũng chả luôn. 3-1 nhưng có khi vẫn thua. Giờ chúng ta sẽ ra vùng này lại cho thằng Bavaria. Mình chả giữ mấy cái vùng này làm gì. By the left, march. At the ready. Sir, your in position. Harvesting supplies. Quân chưa giao à? Không có công nghệ gì mới. Đất nước nó trong giai đoạn bắt đầu phát triển nên là không có quân mấy. Yes. Quánh vào Berlin. Dễ mà có cuộc chiến với người Nga lắm.
bắn tỉa của pháo ra kêu lính bộ binh không? Vãi chưa? Quyết không chơi cái gì nhỉ? Mình đánh những kia nó lại chạy về, nó lại đuổi, mình lại đuổi nó bằng nhau. Mua đầy quân, đánh cho nó sướng. Kinh tế mình cực mạnh. Kinh tế của người Anh là kinh tế trên biển. Make ready. Ship's orders. In the shadows. Kiểm soát áo đó, xong nó giao lại cho thằng Bavaria. Kiểm soát thủ đô Viên của áo. Mấy ông này ông đi hành quân ở đông thế. Quấy nhau thì chả thấy quấy nhau, cứ thế đi hành quân. Nhưng mà dù sao mình cũng thích đánh nhau cái kiểu mà có tường thành. Đánh nó sướng. Mua mấy cái thuyền to to tí chơi cho nó sướng nhỉ. Chắc cũng chả dùng đến nữa rồi, bởi vì bây giờ cái hạm đội này của mình đi chơi không có làm gì đâu. Mua cho nó vui. Chả có được cái trai gì cho tốt. President là tổng thống, head là thủ tướng. Chờ xíu nó mang cái đội cận vệ sang á. Về sau mới có đội cận vệ. Ủa, rất nhiều đô đốc giỏi nhá. Rất nhiều đô đốc. Mà có phải ít sao đâu, toàn là đô đốc. Awaiting further orders. Awaiting further orders. Still ship shape. Đã thế cho hết cái nào đô đốc. Ủa, wow. Quân Anh nhỉ? Toàn các đô đốc không mạnh. Những chiến thuyền cỡ lớn này, toàn các đô đốc mạnh. Đấy. Tối đa có bao nhiêu đô đốc được nhỉ? 12.
12, mình mới dùng có 9 mũi. At the ready. Forwards for crown and country. Yes. Make ready. Ready and waiting for orders. Đức cũng không dám tiến thêm. Ready for orders. Men, forward. At the ready. Anything yes, more? Raise the flag. At the ready. They are trapped. The swine rot in the sty. Nó xin đầu hàng kìa. Nó xin đầu hàng. Awaiting further orders. Skill của thằng này cũng tốt phết này. At the ready. Siege works underway. We are mighty and unbowed. Sir. Ready for orders. Cái thằng Bavaria này nó không ưa mình lắm, bởi vì nó là người Đức. Mình toàn quên là mình phải cho nó tiền nó mới nhận. Immediately. Ready for orders. We can't do that, sir. In position, ready and awaiting orders. Thử xem nào. Anh I have a license to kill. Chết rồi. Your eyes chết. And ears. Tướng ba sao. Không có gì phải sợ. Giết ngọt như mía lùi. Đông quân nhé. Sư đoàn dự bị này sắp lại được cử quân đi xa rồi. Lượt tiếp theo. Cố lên, chúng ta chỉ còn duy nhất một tỉnh nữa thôi là hoàn thành chiến tỉnh rồi. Hiding away. Nó xin hòa bình. Rất tiếc. Kiểm soát nốt áo đã. Rồi nó còn đang phải lo đánh nhau với thằng Nga. Nó còn đang phải lo đánh nhau với thằng Nga. Làm sao nó lo được khu vực phía Nam. Thằng áo thì bây giờ chỉ còn mỗi một cái khoảnh đất con làm gì. Mà cái trận Wellington đánh rồi một đấu hai, đó là lý do tại sao bản này một đấu hai không khó, rất khó đấu các bạn, bởi vì hết đạn. Mình chả hiểu sao chứ cái chuyển sang nền Cộng Hòa, cái đội quân nó yếu hơn nhiều. Hầu như chúng ta chẳng được cái gì hay ho cả. Chẳng qua là đổi cho vui thôi các bạn. Chứ đội cận vệ của Nữ Hoàng mạnh hơn nhiều. Mà vui vui mình lại chuyển lại về nền dân chủ, quân chủ được.
lãnh thổ là Thụy Sĩ thì rộng nhỉ, kéo dài từ tận miền Bắc sang tận miền Nam. Yes. Forward! March! Ready and awaiting orders. Yes, sir. Crush them! Make ready. Your humble servant. Sir. Giải quyết luôn. Proud and victorious. Sao lại phát ra? Swarms. Settlement under siege. Ready and awaiting orders. Any further orders? Sir. Awaiting further orders. Siege works underway. Cho này đi ăn chắc rồi nhưng mà xếp lại chắc cờ. Tuần này thì điêm xỉ gì nữa. Phát 3 4 thằng đi đập cho nó nhanh. Onwards. Target under siege, sir. Any further orders? Make ready for battle. Giao cái vùng này cho nó nữa thì coi như là mình không cần, nó sẽ chơi với mình rồi. Kinh tế càng mạnh hơn. Xong rồi. Vậy là phía Nam đã xong. Dột quân lên phía Bắc. Mà công trình này nó to, không biết có công nghệ gì. À đây. Nó có nhiều công nghệ rồi. Bavaria nhưng mà dễ bị chiến tranh tiếp cái thằng áo lắm nhá. Bị chiếm thủ đô của nó mà. Áo bây giờ chỉ còn một mẩu đất thôi. Thụy Sĩ. Bavaria. Đưa cái đội qua để sang bờ sông đã. Để tính tiếp. Cứ ma tắt đi. Có gì đâu nhỉ. Thằng nào thì further orders? Yes. Forwards! March! Onwards! Yes, Captain. We sail! Một quần cái limit luôn. Không phải nghĩ đâu. Yes sir. Nó cắm trại à? Sir. Ready
and awaiting orders. Chính là đạo quân này mạnh, nó toàn ngựa sĩ. Onwards. Yes. Waiting for orders. Make ready. Ha! Easy prey. Sir, I cannot do that. You're waiting for orders. Forward! Ready and awaiting orders. Proud and victorious. Rồi, lại rút lui về nhà đấy. Onwards! Ready Take for orders. Camp. Yes, sir. Gathering supplies. March! Vấn đề là quân ở nó trong kia còn bao nhiêu thằng. Mệt lắm. Không dễ ăn được đâu. Quân Đức thì nó chắc không dám này đi đâu cả. Kinh, ám sát như thần. Nó có một cái hạm đội ở đây à? Nó được cúi. Hạm đội phương Nam của mình đây này. À, Russian này nó không chịu chơi mình. Bây giờ thế lực của Nga rất mạnh. Chưa tập hợp đủ lực lượng để có thể tấn công vào thủ đô của nó. Nó rút hết các nhà khoa học về thủ đô à? Mình chưa chiến tranh với thằng Nga phát nào. Có tuyên chiến nhưng mà chưa bao giờ đánh nhau. Tiếc là nhiệm vụ của mình không phải đánh nhau với quân Nga nên là mình không đánh. Nhưng mà nếu mà kết thúc chiến dịch mình có lẽ mình sẽ bonus một vài trận để đánh với quân Nga xem. Bavaria bắt đầu đưa quân đi rồi. Lãnh thổ Bavaria rộng lớn rồi. Khả năng nó đè được thằng Bồ Đào Nha đấy. Bỉ ở phương Bắc. Lại đưa quân về. Thằng này bị là sao? Napoleon bị đẩy ra đảo. Ai già? Scotland có một spy. My eyes are yours. Discretion is assured. Tây Ban Nha. Rất nhiều spy. Tướng của anh là toàn tướng 3 sao. Ít có tướng mạnh. Make ready. On our way, Captain. Ship's orders, Captain. March! Anything more?
Ready for orders. Là hạm đội của mình bắt đầu có việc để làm. Mà mình hơi ít thuyền to, thuyền chiến cả, toàn thuyền chỉ huy thôi. 8 đợt nữa. À. Nguy cơ lại có xảy ra đảo chính quân sự tiếp này. Thì thấy nó lại đòi khôi phục lại lên quân chủ rồi. Đức khiêu chiến Bavaria rồi. Người Nga nó kiểm soát hết phía đông. Đây cũng là một cái cách để các bạn làm kinh tế. Nên là bạn không cần phải chiếm quá nhiều thành, quan trọng bạn chiếm những cái thành nó có trọng điểm. Các bạn có thể tấn công hoặc phòng thủ hoặc là để mua quân. Còn cũng không cần quá nhiều các cái thành lũy làm gì cả. Vừa mất công để nâng cấp xây dựng, vừa phải quản bảo vệ. Bắc Ireland lắm spy thế. Bọn này nó thích làm loạn rồi. Lúc nào phải có một quân đoàn đóng ở đây mà. Ready for orders. Raise the flag. Ready and awaiting orders. In the name of our most righteous majesty, I claim this land. Không có đội gì nữa nhỉ. Rồi. Sir! Forwards! March! Anything more? Còn một đơn vị nữa. Ready and awaiting orders. Waiting for orders. Allah ready. Prepare for battle. Hạm đội mình rồi. Chạy ra kèn. Heave away, boys. Heave away. Chase those scurvy dogs. Quấy nhau với anh á. Phía dưới này là tấn công vào Sir, your orders. Sir, your orders. Nó dám tấn công mà. More orders. Raise the flag. Hồi quân thì đã giao ngay cho thằng kia, mình hồi quân chậm lắm. Một lượt nữa là giao lại cho thằng Hanover được rồi. Chỉ một có một happiness lower là tốt rồi. Một cái bọn
thường dân nó hay làm loạn hơn. Quý tộc rất là rất cao trong khi thường dân lại thấp. Thế cho chúng nó hết làm loạn. Tiền của mình đâu có thiếu đấy, vài ba đồng mỗi, có vấn đề gì đâu. Đấy đúng rồi, giới quý tộc thì nó hoàn thành, nó khá là hài lòng. Tiền mình nhiều lắm, lo vài đồng tiền thuế cũng để làm gì cả. Đánh đốt vào thủy điện Đan Mạch nữa là xong. Keeping vigil. Đỡ quân mặc váy. Cho quân đi lông nhông trên biển xong bây giờ lại cho về. Thằng này rảnh rỗi ghê nhỉ. Nó tấn công mình trước à? Ôi toàn pháo to. Ủa anh ơi, trận này có thua thì cũng không sao, rank nó cao quá. Tướng mình tướng củi ấy. Nhưng mà nó lại không có lính bắn tỉa đâu. Cho nên nếu khéo léo thì vẫn có thể ăn được. Được, cứ thử ăn đi. Nó là phe tấn công à? Nó là phe tấn công mà. What the... Quên mất pháo, nó phá tầm xa, mình cứ kiểu này nó lã cho to đầu. Tướng của mình vẫn là tướng cấp thấp này, sợ chỗ này. Quá. Yes, sir. Ready, sir. Yes, sir. Group orders. And group ready. Yes, sir. Mình phải để xem nó có di chuyển không nữa. Nó di chuyển, mình tấn công. Nó không di chuyển, mình không tấn công được. Tướng của mình vẫn là tướng cùi. Quân đoàn này chỉ là quân đoàn dự bị. Việc đầu tiên là chúng ta phải lã chết mấy thằng pháo và kỵ binh của nó trước đã. Dụ xem nó có di chuyển không ạ. Ôi dồi ôi. Chạy nhanh kẻo chết quả vậy.
không có cách nào khác cả, pháo nó quá mạnh. Không được rồi. Sang đây thử ngay khẩu pháo nó đấy. Quân của mình bị bắn thấm đòn luôn đấy. Mấy con ngựa này chạy thì chậm thế. Ôi nó bắn chết nhiều thế. Có một thằng bị kẹt trên lưng ngựa này. Ôi pháo nó bắn thế này thì sống làm sao được. Đánh nhau nó đã phơi cho gần chết hết quân rồi. Lại rút ở đây. Nó xoay rồi. Ôi không được, pháo bắn hơi. Pháo bắn ra đây. Nhanh, cử hết đội kỵ binh nó. Tính lùi lại. Rút. Tính là nó rank cao hơn mình rất nhiều. Rút vào cánh rừng nhanh. Our men are running. Ủa, lính của tướng cấp thấp của khác có tinh thần nhanh hết. Nó điều quân ra đây thì nó ngu rồi. Nhanh nhanh tranh thủ. Our men are running, sir. Sao nào nhỉ? Bọn này tinh thần chiến đấu kém thế. Đánh tí chạy rồi. Đang ở đấy, cho quân ra đây ngay.
Ủa, tan rã hết rồi à? Tinh thần chiến đấu không biết rã thế. Our men are running, sir. Ủa, bọn này cũng được rồi. Quân đoàn của tướng mới thành lập của khác. Đấy quá. Lính toàn rank cao này. Còn lại đánh nhau trong rừng thì may ra. We have killed their general, sir. Now they must break. Trời ơi, nó chết rồi. Chết sạch. Còn có 3 thằng. Chết sạch. Đứng ở trong rừng mà bắn. Đừng có chui ra ngoài. Nhanh. Trận này phải để xem kỵ binh của mình nhiều thế nào. Nhanh, còn gì? Lùi lại. Đội quân này mới thành lập yếu quá. Ủa, mấy con ngựa của mình hẹo à? Ôi, phá. Pháo dừng đi. Cần đi được và nghe hướng ngựa. Nhanh. Rồi, pháo rồi, đã đây. Ôi, chúng nó đang sau lưng kìa. Đừng sợ vội. Biết là quân đoàn mới thành lập nhưng mà để cố gắng lên chứ. Rồi cho nó bỏ chạy rồi, cho ngựa lùa. Quay người lại, chúng nó đang sau lưng kìa em ơi. Sau lưng kìa. Nó mạnh hơn mình mà, lính nó mạnh hơn lính mình. Cái này đúng có cái hồ. Có lên. Mình tưởng thua trận này rồi cơ. Được, chiến đấu tốt đó. Yes,
Tưởng thua mà không thua. May quá nó tách quân ra. Nó mà chơi, bộ binh nó lên hết thì mình cũng toi. À, úi sổ ôi. Bay một hàng luôn. Úi ôi. Pháo nổ đẹp lắm. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Tốt rồi. Ồ. Pháo nó đặt đây rồi, nó bắn này. Pháo nó đang bắn mình. Máu nào. Our men are running. Go lên. Bất kể sẽ chết, sống lên. Chơi kiểu này là dễ thua lắm, bởi vì nó mất hết thận, dễ nhanh lắm. Ôi, nó bắn kiểu gì mà chết con mình khi chết con nó nhỉ? Vãi thật. Đội kỵ binh của mình đâu hết rồi. Xong lên. Ôi, chết rồi, nó bắn đạn chùm. Đó. Ôi, bắn đạn chùm. Đừng sợ anh em. Xong đây. Bỏ lên anh em. Ôi, đằng sau này nó còn có quân đông này mà. Mình chạy thế chứ. Ơ, à, thua à? Anh em mình phải để đánh từ từ. Sao lại chạy hết cả đám thế nhỉ? Bắt được pháo nó rồi mà. Còn hai đội binh lính này của nó mình chưa tập lốt. Nào, nó lo ngon thì lên đây. Còn một mình tướng. Một mình tướng anh cũng máy. À đây rồi. Lấy lại tinh thần rồi. Đấy này tinh thần thấp quá. Còn có 3 đội này còn có thể khôi phục lại. Từ từ. Chúng ta còn 2 khẩu pháo. Nó cũng không ăn được đồng ạ. Mình xung phong quả vừa rồi là hơi bị ngu ngọc học. Mình biết là sẽ nguy cơ sẽ bị chết mà vẫn chơi liều.
The men are fatigued, sir, and must rest a while. Chỉ có lút trong rừng thôi. À hay quá. Để xem phần nào thua. General is under attack. You gotta let me see them under. Yes, sir. Mày, à, mày. Mình tưởng chua, mà phải chua là như đâu. Nó bỏ chạy rồi, đuổi đi. Quân đoàn vừa mới thành lập tướng thì thấy cùi chia luyện. Đấy là lý do tại sao các bạn luyện Anh là được. Bạn nhìn thấy không? Heroic victory. Ôi ôi, vãi trưởng, vãi trưởng, vãi trưởng. Các bạn thấy những quân đoàn của Wellington đánh khác hẳn đúng không? Tính tinh thần chiến đấu của lính nó cao hơn rất nhiều. Nhưng mà thôi, thế cũng được rồi. À đó, không mất đơn vị quân nào đâu. Bỏ chạy hết rồi, nhưng mà không mất quân. Một người đau hết cả diều mề. Dũng may quá không mất quân. Nó bỏ chạy nhanh quá nên là nó không kịp tiêu diệt. Trading come later. À, nó cho hạm đội đứng ở đây là mình không tiến vào được. Mày, mày chơi trò mèo đấy. Tao biết cái trò của mày rồi. Còn vài cái thằng tàn quân Taliban này đập lốt. Thôi kết thúc chiến dịch. Kết thúc chiến dịch rồi. Chơi cái trò lao thẳng bộ binh vào pháo. Đúng là trò ngu xuẩn nhất trên thế giới. Rồi. Vậy là chúng ta đã kết thúc cái chiến dịch này rồi các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong các cái chiến dịch khác của mình nhé. Xếp nó lại cái. Ở cái tập này nhiều trận đánh buồn cười quá.